Các bạn và các em thân mến, ở bài trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn và các em cách lưu địa chỉ của hình ảnh vào trong trường image. Còn phần category name là dùng để lưu lại cái tên của các loại mặt hàng, tức là lưu lại loại mặt hàng chứ không phải là mặt hàng cụ thể nhé các bạn nhé. Thế thì chúng ta phải vào trong đó xong rồi chúng ta mới chọn các loại. Ví dụ máy tính đeo thì trong đó có rất nhiều loại đeo. Máy xách tay đồng bộ, rất nhiều loại đồng bộ, máy Trung Quốc vân vân, Honda xe máy, tất cả các bạn có thể đăng được trên trang web được. Thế thì chúng ta nhìn lại cái trang của chúng ta thấy như này. Thì ở đây bây giờ tôi muốn là cho thông tin của cái trang mà chúng ta đã nhập nó hiện lên hình ảnh và các thứ lên trên này. Đấy. Mà chúng ta đã làm phần đăng nhập và chúng ta đã thêm được cái sản phẩm vào, cái loại sản phẩm vào. Thì chúng ta dùng ở đây dashboard ở đây thì chúng ta đang quản lý cái phần nhập loại và dưới này là xóa sửa của từng này có phần ở cái vì tại sao số thứ tự ta đánh 1 đến 17, 7 đến 11 là phần trước tôi đã xóa đi. Sau này chúng ta sẽ dùng thuật toán ta đổi số thứ tự sau, có thể đi lên hoặc đi xuống. Còn chỗ này là chúng ta có hai cái phần công việc, đó là xóa và update. Đấy, còn chỗ phần này là thêm. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại phần, chúng ta nhìn thấy ở cái bàn coordinate 4 này nó không còn chấm index.php nữa mà nó liền luôn giống như là một cái URL rất là đẹp, giống như tất cả các trang web hiện đại hiện nay. Đấy, tên miền các bạn gắn vào thì quá là tuyệt vời. Và cái này SEO thì nhanh lắm, Laravel gọi cái này bằng cụm, tức là về SEO. Còn về đồ sộ thì Laravel là thằng này kém hơn, vì thằng này là nó đơn giản hơn, nó chạy nhanh hơn. Nhưng mà về đồ sộ, về từng lớp thì Laravel là công cành hơn. Công cành hơn thì đương nhiên là nhiều nhiệm vụ hơn và các bạn ấy sẽ làm được nhiều. Tôi thì cả hai thì tôi cũng chơi cả hai, nhưng mà vấn đề là các bạn học cái này các bạn phát triển lên cơ bản rất là tốt, nó sell nhanh và tăng tốc độ nhanh. Các bạn chú ý như thế, các bạn không tin các bạn cứ thử làm thì biết. Cái này thì phải qua những người đã làm thì người ta sẽ trả lời câu hỏi chính xác cho các bạn. Bây giờ chúng ta trở về trang web của chúng ta. Thì ở phần trang home của chúng ta là ở đây chúng ta đã có là dòng sản phẩm phần đây. Bây giờ tôi sẽ xóa và tôi sẽ để lại các bạn nhìn thấy header này. Sản phẩm là phần thân đấy và footer là phần cuối. Thì ở cái phần header ở trong product này, tôi vào view này đấy để tôi xem được là header của nó sẽ là gồm những phần nào. Ôi giời ơi, header của các bạn thì có phần link đến CSS, đến phần font chữ vân vân, đến phần font chữ vân vân rất là nhiều. Nhưng nếu các bạn muốn sản phẩm của các bạn cũng chạy trên menu chính, cũng chạy trên menu chính này thì các bạn có thể sửa phần tên. Thì tôi cho vào tên ở trong này. Đấy là chúng ta nếu mà chúng ta cần. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ dùng để trong cái việc là chúng ta copy ra ngoài cái phần sign in này nhé. Thôi cái này ta sửa xong. Bây giờ chúng ta đưa vào cái sản phẩm. Đây, sản phẩm của chúng ta là một file HTML mà được làm ở trong phần Bootstrap Studio. Ở phần trước tôi đã làm, các bạn nhìn thấy này, nó gồm có rất nhiều div. Đấy, trong đó gồm có phần vạch chia div là row, là một hàng. Và trong một hàng thì có nhiều div cột. Đấy, trong một hàng có nhiều div cột và được chia nhỏ ra. Vậy thì ta thấy là
Nó được chia làm ba ba hình ảnh, tức là chia làm ba cột sang hai bên. Còn ở đây trong này là 6, nhưng mà chúng ta chưa cho hiện ra thì chúng ta muốn là tôi muốn chia làm 6, gọi làm 3 phần xong lại xuống dòng, 3 phần xuống dòng. Thế việc làm như thế thì tôi phải làm như thế nào để tôi làm được? Đấy, các bạn chú ý ở phần này. Bây giờ chúng ta sẽ muốn cho view được hiện ra thì chúng ta phải thông qua controller. Tức là các bạn phải vào trong controller. Các bạn vào trong controller. Thì vào trong home này. Vào trong home này nhá. Thì các bạn chỉ cần là khai báo giống như là controller của những phần khác, gồm có model, category, model này, để lấy ra những cái phần mục hạng mà ta đã làm ở trong phần model. Phần request interface là để dùng HTTP để request, và response là trả về. Nó dùng cái thư viện này để có thể là chúng ta gửi một tin, một yêu cầu lên server và server sẽ phản hồi lại. Đấy. Thì ở đây thì các bạn, tôi sử dụng là helper URL và form. Bây giờ tôi sẽ, các bạn nhìn thấy nhá, cái biến public này, khai báo trong lớp này, nó sẽ được là chính cái lớp home này, nó sẽ là được truy xuất ở mọi nơi mọi chỗ. Rồi những lớp nào mà kế thừa lớp home thì cũng được được sử dụng nó. Còn nếu mà các bạn mà để cái lớp để cái này là private nhé, thì là nó chỉ được dùng trong lớp home này thôi. Protect thì nó được dùng trong lớp home và lớp kế thừa nhưng không được dùng ở chỗ khác. Đấy, các bạn chú ý như thế. Bây giờ tôi sẽ làm một cái việc này. Tôi sẽ zip sử dụng con trỏ. Tôi dùng con trỏ của chính chính cái lớp đó nhá, gọi là con trỏ của chính nó. Con trỏ chính nó lúc này sẽ nhận cái biến pointer là cũng một con trỏ nữa, bằng new new của này, new của tôi trỏ vào lớp của lấy thể hiện của category model, tức là tôi lấy đối tượng của category model. Đấy. Rồi bây giờ tôi mới lấy một một mảng A bất kỳ, hay các bạn có thể data, rồi các bạn ghi chữ là sản phẩm bằng một cái mảng này là bằng nhá, bằng this. Máy tính tôi nó hơi chậm một chút thôi, không sao. Tắt đi những cái cho nó đỡ nặng. Rồi tôi sẽ dùng là get all. Đó là lấy toàn bộ sản phẩm ra để hiện lên trang. Cái này nó giống y xì trong quiz của các bạn ở trong Laravel. Đó. Các bạn chỉ cần cho vào đây tên của biến chuyển sang là data. Và các bạn chú ý nhé, các bạn có thể làm rất nhiều, gộp nhiều cái data khác nhau, đặt tên khác nhau để truyền cho mọi phân đoạn. Chẳng hạn như header các bạn cũng truyền được này, footer các bạn cũng truyền được, sản phẩm tôi chia nhỏ ra cũng truyền được. Nói chung là chúng ta truyền vào bên trong rất là dễ, trong view, là truyền trong view rất là dễ. Ở đây tôi chỉ truyền ở trên trên phần phần thân trang thôi. Đó. Chúng ta chú ý đây là sản phẩm. Thì bây giờ tôi sẽ vào trang sản phẩm, tôi làm như sau. Đó, vào trang sản phẩm, ở đây tôi ghi chữ là tôi cho phần header nhá, tôi ghi là nó bị này đúng ra nào, rất là mệt rồi.
đặt tên lại nha. Các bạn có thể đặt tiếng Việt cũng được. Thôi tôi ghi chữ làm mặt hàng trên chợ. Tiếng Việt ta viết sao? Bây giờ các bạn chú ý thuật toán này, để trình bày 3 trang, 3 ảnh trên một trang, tôi xóa bớt cái bọn này đi. Xóa bớt này đi. Tôi để đây thôi nhá. Các bạn nhìn thấy là tôi để đây. Đấy. Và tôi tại đây tôi chọn hàm if. If. Muốn if được thì chúng ta phải đưa mã PHP ra. Đúng không? Đấy. Thế này thôi. If bằng ngoài ra iset. Iset ở đây là sản phẩm. Lúc này cái tên sản phẩm kia được chuyển thành dấu đô la sản phẩm ở cái data mà bên trong là tên của con, tên của mảng đấy, của cái tham số, của cái phần thử đầu tiên của mảng sản phẩm, thì bây giờ nó được truyền sang đây là sản phẩm. Các bạn chú ý nhé, if ở đây là sản phẩm. Thì tôi làm gì? Đấy. If ở đây sản phẩm thì tôi sẽ tiếp tục làm. Xin lỗi các bạn thì nó hơi chậm. If sản phẩm. Đấy. Rồi các bạn đóng cho tôi một cái này vào đây. Để chúng ta làm cẩn thận cái một, để cho nó có thể viết được mã vào đây. Và tôi làm một cái nữa là PHP. Tôi khai báo một biến x đô la x, tôi cho bằng 1, tôi cho bằng 1 nhá. Đấy, x tôi cho bằng 1. Rồi bây giờ tôi mới làm một cái việc. Trong cái đầu tiên này tôi cho cái này bằng 1 này. Các bạn hiểu chưa? Đấy. Tôi cho bằng 1 nha, hôm nay thừa rồi. Đấy. Rồi, đến đây. Đến đây là tại trong một hàng nhá. Các bạn nhớ là để đây 1 và tôi cho một trong một hàng này, tôi sẽ làm như sau. Tôi cho một vòng for để lấy toàn bộ các phần tử mà trong cái bảng category ra. Đấy, tôi lấy ra. Lúc này tôi dùng for each sản phẩm add cp. Đấy. Thì nó sẽ làm gì? Tiếp tục là mở ngoặc ra. Mở ngoặc ra nhá. Rồi chúng ta đưa vào đây. Tiếp sau rồi chúng ta phần cuối chúng ta sẽ làm deep. Ở đây là deep của cái đâu, đúng không? Thế vậy chúng ta sẽ deep của cái mới. Bây giờ chúng ta sẽ làm những cái mở ra. Tôi sẽ xuống dưới cái mới này. Đấy. Tôi sẽ gõ enter. Tôi làm một cái này như sau, các bạn chú ý vào nhá. If này PHP. Các bạn nhìn thấy là cái này, đây bằng 1. Đúng không? Bạn nhìn thấy đấy là đây bằng 1. Thì tôi làm ở dưới như sau. Nếu mà biến x nhỏ hơn bằng số 3, tức là trong một hàng chỉ có 3 cột thôi, thì
thì tôi cho x bằng x cộng 1 hay x cộng cộng cũng được, bằng x cộng 1. X cộng 1 tôi viết này tường minh hơn cho các bạn dễ hiểu. Đấy. Nếu không L thì tôi lại có biến x bằng 1. Nếu nhỏ hơn 3 thì ta tăng lên đến 3, nếu không thì ví dụ lên đến quá 4 thì chúng ta lại trở về x bằng bằng 1. Tức là quá 3 đấy, nó lại trở về x bằng 1. Các bạn hiểu ý tôi nhé. Rồi. Bây giờ tôi mới hết cái này rồi. Bây giờ tôi mới sang cái mới. Sang cái mới thì chúng ta lại có là deep lát bằng rau đấy, sang cái mới nhá, deep class bằng rau, tức là class của chúng ta lại bằng rau tiếp, và chúng ta đóng ngoặc ở phía bên ngoài cái deep này, ta đóng ngoặc như này, ta có mấy ngoặc ta đóng hết. Ta đóng một ngoặc, hai ngoặc, ba ngoặc, ba ngoặc thì thừa đúng không các bạn? À, section rồi đóng ba ngoặc, thì tôi sẽ xem có những ngoặc nào eo. À, cái eo ở đây tôi xóa nó đi một cái, nếu không phải thêm cái này. Ok. Xong rồi bây giờ ta chạy thử xem nó ra như nào. Nó chưa ra ảnh đâu nhá, mình đang chưa cho ảnh. Ta sẽ viết. Đấy, vẫn là cái ảnh này. Ô, ảnh này nó xuống đúng không? Xuống dưới các bạn ạ. Xuống dưới. Bây giờ ta phải bố trí lại. Bố trí lại. If set sản phẩm thì x bằng 1, lớp bằng row, for if bằng sản phẩm, for if bằng sản phẩm, mở ngoặc, mở ngoặc, đấy, mở ngoặc, xuống cái if bằng lớp. Clip này tôi thử xem là đủ chưa nhé. Một thằng này, hai thằng, ba thằng, rồi lớp bằng trong, clip bằng này. Đây. À, có nghĩa là cái này là phải chui vào trong. Ta cho chui vào trong nhé, để cho nó vẫn đang làm trong con for này thì nó phải chui vào xong. Nếu không thử lại nhé. Thử lại, đấy nó dàn sang 3 phát rồi. Nhưng mà còn một phát ở dưới này. Ồ, ok,
Ok, bây giờ ta sẽ làm như sau. Bây giờ các bạn cho hình ảnh vào đây. Các bạn làm như này nhé. Bay này, ở đây các bạn cho hết nó đi. Rồi, bây giờ các bạn con trỏ là sản phẩm. Mở ngoặc image. Đấy. Tức là cái phần ảnh đây này. Đây. Đây, đúng chưa? Rồi bây giờ chúng ta xem lại nhé. Cái xe máy nó ở xuống đây. Rồi ok. Rồi. Này phải xóa cái clip này đi nữa. Xóa clip này đi. Nó lên được. Đây. Bây giờ chúng ta nhìn thấy là sản phẩm chúng ta xếp theo ảnh, nhưng cái ảnh này do chúng ta cắt đấy nhá. Đấy là được ra rồi. Bây giờ các bạn đã thấy là sản phẩm chúng ta ngon chưa? Tuyệt vời, quá tuyệt vời rồi. Bây giờ ta bổ sung thêm cho, vì là máy của tôi chạy rất chậm. Đấy, ta bổ sung cho thêm cái phần tên nhá. Rồi. Bây giờ tên này. Đây hình ảnh rồi. Các bạn chỉ cần tên đặt vào đây thôi. Còn chỗ này của chúng ta, sau này chúng ta sẽ đưa cho đường link đến sản phẩm khi mà chúng ta thêm vào cái bảng product. Các bạn chú ý đến đây nhá. Chúng ta ghi tên này bằng luôn nhá. CP Kết Name. Đấy. Rồi bây giờ các bạn thì nhìn lại nhé, xem nó ra ngon chưa. Úi giời, xe máy đồng bộ chưa, ngon. Đấy, hàng đây nó bằng nhau nhá, do cái ảnh này thôi, ảnh này nó bé, nó không cân đối, các bạn phải chỉnh các ảnh. Đấy, sau ta nhấp vào các sản phẩm này thì nó sẽ đưa ra chúng ta. Còn trên này mà chúng ta đưa nó chạy ra thì ok, nó cũng chạy ra hết, nhưng mà nó hơi nhiều. Đấy, các bạn làm như thế cho tôi. Ôi thôi, bây giờ chúng ta qua một hồi lao động vất vả và chúng ta đã làm xong cái thuật toán này. Các bạn chú ý nhá, tôi đưa rất chậm để cho các bạn có thể nhìn thấy được hết. Đấy. Các bạn nhìn thấy hết. Các bạn nhìn thấy cho tôi. Rồi, thuật toán đây. Đếm đến 3 thôi. Xong lại lùi xuống. Đấy. Thì nó sẽ đưa chúng ta ngon lành chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Trang web của chúng ta ngon lành, máy Thái Lan. Đây là tôi nhập thử thôi. Sau này chúng ta nhập lại nhé. Sau chúng ta làm, chúng ta nhập lại. Thì buổi sáng hôm nay tôi làm một ít văn nghệ như thế, đến chiều tôi làm nốt cái phần đường link để chúng ta vào chọn từng sản phẩm một, rồi làm cho bảng product, bảng chi tiết, rồi section để cho chúng ta có thể khách hàng bỏ sản phẩm vào trong giỏ hàng. Đấy. Chúc các bạn may mắn và hạnh phúc nhá.